Xin chào mọi người, mình là Chloe đây. Như đã hứa từ trước thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với video cốt truyện của Resident Evil 4 Remake. Và hôm nay chúng ta hãy cùng xem nó có gì thay đổi so với phiên bản gốc không nha. Đã 18 năm từ khi huyền thoại kinh dị Resident Evil 4 ra đời. Vào ngày 23 tháng 3 vừa qua, Capcom đã chính thức phát hành bản làm lại của trò chơi. Chúng ta có thể thấy không chỉ cải tiến về mặt đồ họa, phần cốt truyện của Resident Evil 4 Remake cũng được thay đổi và bổ sung thêm một số chi tiết mới so với bản gốc. Vậy nên hôm nay, hãy cùng bọn tôi xem thử liệu điều gì đã xảy ra với Leon trong bản làm lại của Resident Evil 4 nha. Bắt đầu nào! Khác với bản gốc, bản làm lại mở đầu bằng cảnh tổ chức dị giáo Los Illuminados đang thực hiện nghi lễ hiến tế nạn nhân xấu số. Trước khi đến với những ký ức xa xưa về thảm họa tại thành phố Raccoon của Leon Scott Kennedy, đã 6 năm trôi qua, Leon lúc này đã chính thức trở thành đặc vụ làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ và đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cô con gái Ashley bị bắt cóc của Tổng thống. Mọi nghi vấn đều hướng tới tổ chức dị giáo Los Illuminados, khiến Leon cùng hai viên cảnh sát phải đến một ngôi làng hẻo lánh ở Tây Ban Nha. Khi chiếc xe đến nơi, một người cảnh sát vào trước để kiểm tra, nhưng mãi chưa thấy trở về. Vì lo lắng cho đồng đội, người cảnh sát còn lại đã đề nghị Leon đi tìm, trong khi ông ta ngồi ngoài xe đợi. Men theo con đường đất vào bên trong ngôi làng, Leon đẩy cửa vào một căn nhà và chạm mặt với người dân đầu tiên. Anh lên tiếng hỏi về người đồng đội mất tích, người đàn ông là Andy. Cảm thấy không thể nói chuyện, Leon nhìn quanh căn phòng và bất ngờ tìm thấy tấm thẻ cảnh sát nhuốm máu của người đồng đội xấu số. Gã chủ nhà đột nhiên cầm rìu đứng phía sau định tấn công Leon, nhưng nhờ phản ứng nhanh nhẹn, anh đã tránh thoát. Thậm chí còn trả lại một đòn chí mạng trước khi rời khỏi đó. Men theo đường hầm của căn nhà, Leon tìm thấy thi thể viên cảnh sát xấu số nằm trên mặt đất. Nhận ra ngôi làng này nguy hiểm hơn mình nghĩ, Leon vội chộp lấy bộ đàm thông báo cho người đồng đội đang ngồi trên xe, nhưng lại không có ai trả lời. Leon sau đó vào được một căn phòng bí ẩn với những bức ảnh của Ashley được dán trên tường. Cảm thấy đây là manh mối quan trọng, anh liên lạc với Ingrid Hunnigan, thành viên hỗ trợ thực chiến, thông báo rằng khả năng Ashley đang bị giam giữ tại một căn nhà ven hồ. Trong lúc đang chờ Hunnigan tìm thêm thông tin, người dân trong làng đột nhiên đập cửa xông vào, buộc Leon phải trốn qua cửa sổ. Nhưng đám dân làng không bỏ qua cho Leon, chúng truy đuổi gắt gao và dồn anh vào đường cùng. Trong lúc nguy cấp, tiếng chuông nhà thờ đột nhiên vang lên cắt ngang cuộc truy sát. Người dân trong làng lũ lượt tiến vào nhà thờ như bị thôi miên, để lại Leon một mình giữa ngôi làng quái dị. Lúc này Hunnigan gọi đến nói chỉ cần đi về hướng chiếc cối xe gió khổng lồ thì sẽ đến được khu vực ven hồ. Tại đây, Leon tìm được một căn hầm nơi Luis Serra, người đang nghiên cứu về dị giáo Los Illuminados, đang bị nhốt trong bạc. Lúc này, một gã đàn ông ăn mặc như mục sư xuất hiện, hạ đo ván Leon chỉ bằng một tay. Chúng tìm ký sinh Las Plagas có khả năng biến đổi và điều khiển tâm trí vật chủ vào cơ thể Leon lúc anh bất tỉnh. Trong cơn mơ màng, Leon nhìn thấy gã nào đó đang gọi anh là con cừu hiến tế và tuyên bố rằng thứ gì đó đã bắt đầu. Anh tỉnh dậy thì phát hiện mình và Louis đang bị trói với nhau bằng một sợi dây xích trên xà nhà. Ngay khi cả hai đang tìm cách thoát ra, một dân làng xông vào tấn công họ nhưng bị Leon và Louis hợp lực hạ đổ ván. Sau khi tháo xích bằng chiếc chìa khóa rơi ra từ người gã đó, Leon chia tay Louis và được anh ta cho biết Ashley đang bị nhốt ở một nhà thờ nào đó trong làng. Nghe vậy, Leon lập tức liên lạc với Hunnigan để thông báo chuyện này, đồng thời nhờ cô điều tra thêm về thân phận của Louis. Trong lúc đang tìm đường đến nhà thờ, Leon lại tiếp tục chạm mặt Beatrice Mendez, gã kỳ quái ăn mặc như mục sư kia. Anh nã hai phát súng cảnh cáo, nhưng vô dụng. Ngược lại, gã còn nắm cổ Leon nhấc lên chỉ bằng một tay, nhìn vào mắt anh và nói dòng máu của anh đang chấp nhận món quà do Chúa ban phát. Lúc Leon tưởng sắp ngõm tới nơi thì một cô gái bí ẩn đã nổ hai phát súng cứu mạng anh. Gã đàn ông tức giận ném Leon xuống đất rồi bỏ đi.
Hannigan sau đó gọi đến thông báo Lewis từng là nhân viên nghiên cứu của Umbrella, chịu trách nhiệm hỗ trợ nghiên cứu phát triển ký sinh trùng Las Plagas. Cô dặn Leon phải cẩn thận, nhưng không quên nhấn mạnh tìm Ashley mới là nhiệm vụ chính. Leon thẳng tiến đến nhà thờ, nhưng nó đã bị khóa kín. Tại đây, anh nhìn thấy hai người dân vứt thi thể viên cảnh sát còn lại xuống hồ. Cái xác bị một con quái vật khổng lồ trồi lên, nuốt gọn, trồng, tịch tắc. Chứng tỏ nơi này không chỉ có đám người dân bị Las Plagas ký sinh, mà còn có cả đám quái vật không rõ nguồn gốc. Với tình hình hiện tại, Leon bắt buộc phải lái thuyền vượt hồ để đến bờ bên kia tìm kiếm chiếc chìa khóa mở cửa nhà thờ. Và như một lẽ hiển nhiên, con thủy quái trồi lên tấn công Leon ngay khi con thuyền đến giữa hồ. Sau một hồi vật lộn, Leon đã thành công chế ngự được con thủy quái, nhưng anh lại bắt đầu nôn ra máu và ngất xỉu khi con thuyền còn chưa cập bến. Không biết qua bao lâu, Leon giật mình tỉnh dậy từ một cơn ác mộng và vội vàng lái thuyền vào bờ. Sau một hồi lùng sục, anh dễ dàng tìm thấy chiếc chìa khóa mở cửa nhà thờ và định quay lại bờ bên kia. Tuy nhiên, Leon đã rơi vào cái bẫy của đám dị giáo Los Illuminators và phải đối đầu với El Gigante, một thứ vũ khí sinh học hữu cơ do đám dị giáo chế tạo. Phải mất rất nhiều thời gian, Leon mới tiêu diệt được hoàn toàn con quái vật to xác. Anh lập tức quay lại nhà thờ để tìm kiếm Ashley và suýt bị cô nàng phang cái chân nến vào đầu. Leon cố giải thích anh đến đây để cứu cô, nhưng Ashley lại bỏ chạy, buộc Leon phải đuổi theo cô nàng rắc rối. Sau khi giải thích mọi chuyện cho Ashley, Leon đưa cô đến tọa độ Hannigan chỉ định, nhưng cả hai bị đám dân làng nhiễm Las Plagas truy đuổi gắt gao. Lewis đột nhiên xuất hiện ra hiệu cho cả hai chạy vào nhà, thành công cắt đuôi lũ dân cuồng sát. Sau khi cả ba đến được nơi an toàn, Ashley bắt đầu nôn ra máu giống hệt với biểu hiện của Leon lúc ở trên thuyền. Lewis giải thích rằng tất cả những điều đó do Las Plagas gây ra. Bản thân Lewis cũng từng bị cấy con ký sinh trùng đó vào người, nhưng anh ta đã phẫu thuật lấy nó ra. Lewis nói rằng anh ta sẽ giúp Ashley và Leon với điều kiện họ phải tin anh ta. Lewis hứa sẽ liên lạc với Ashley và Leon khi có tin tức, rồi bỏ đi. Tiếp theo là một phân đoạn không hề có trong bản gốc. Lewis sau đó sẽ gặp Ada Wong, một điệp viên bí ẩn người Mỹ gốc Á, và có một cuộc nói chuyện nhỏ. Thông qua cuộc trò chuyện, ta biết được Ada và Lewis đã có một giao dịch ngầm, rằng Lewis phải giao cho cô Amber để đổi lấy sự bảo vệ. Lại nói, khó khăn của Leon và Ashley lúc này chỉ mới bắt đầu khi Hannigan thông báo rằng trực thăng sẽ không thể hạ cánh vì thời tiết, buộc Leon và Ashley phải tìm nơi trú ẩn, chờ đến lúc thời tiết khá hơn. Cả hai sau đó đã có cuộc chạm trán nảy lửa với Mendes. Sau khi tiêu diệt gã, họ chính thức đặt chân vào bên trong tổ chức của đám dị giáo, lâu đài Los Illuminators. Lewis gọi đến, hẹn gặp Leon và Ashley ở sân sau tòa lâu đài để đưa họ một loại thuốc giúp áp chế sự xâm nhập của Las Plagas. Nhưng chưa gặp được Lewis, cả hai đã chạm trán với Ramon Salazar, tông đồ của kẻ đứng đầu giáo phái Los Illuminators. Such a pleasure to finally make your acquaintance, Mr. Kennedy. Who the hell are you? Me? Oh, please, call me Ramon. Qua lời nói của Ramon, Leon biết được rằng giáo phái biến Ashley thành mầm mống lây nhiễm ký sinh trùng Las Plagas cho toàn bộ nước Mỹ. Sau khi thương lượng bất thành, Ramon sai người tấn công Leon và Ashley, rồi bỏ đi.
Cả hai sau đó chạy xuống hầm và phát hiện đây là nơi đám người Los Illuminados giam giữ những con El Gigante thí nghiệm thất bại. Họ nhanh chóng rời khỏi đó để hợp mặt với Luis. Nhưng Saddle bỗng nhiên lợi dụng Las Plagas trong cơ thể Ashley, điều khiển cô cầm dao tấn công Leon. Cảm thấy chỉ làm Leon bị thương nhẹ, Saddle chuyển hướng buộc Ashley từ kề dao lên cổ để đe dọa Leon không được đến gần. Lúc này, một cánh cổng sập xuống, ngăn cách hai người. Ashley dần tỉnh lại khỏi sự kiểm soát của Saddle rồi bỏ chạy vì nhận ra mình đã làm Leon bị thương. Ngỡ ngàng và tự trách vì những gì đã xảy ra, Leon xông vào trong lâu đài tìm Ashley và chạm mặt Ada ở đó. Try using knives next time. Better for close encounters. Not a bad move. Very smooth. Sau một màn giao lưu võ thuật, Ada khuyên Leon nên từ bỏ Ashley. Làm thế biết đâu anh sẽ sống sót. Nhưng điều đó không làm lung lạc ý chí của Leon. Anh sau đó sẽ tìm thấy Ashley trong một căn phòng của lâu đài. Luis gọi đến và hẹn gặp nhau tại phòng khiêu vũ ở sân sau. Nhưng chuyến hành trình của cả hai không hề suôn sẻ khi bị đám dân làng tấn công. Ashley và Leon bị tách ra. Trong lúc cố tìm cách cứu Leon, Ashley bị một tên mặc áo choàng đỏ của giáo phái bắt đi. Cảnh này cũng bị Ada đang liên lạc với đối tượng giao dịch lần này nhìn thấy. Cô dùng bộ đàm báo vị trí nơi Ashley có thể bị đưa đến cho Leon, rồi ngắt máy. Lần theo hướng dẫn của Ada, Leon xuống đến nơi đúng lúc Ashley sắp bị bắt cử hành nghi lễ. Cô cố gắng ra hiệu cho Leon nhưng bất thành, để rồi anh cũng bị một tên dị giáo mặc áo choàng đỏ khống chế. Nhưng lúc đó Ramon ra hiệu cho đàn em đổ một thứ chất lỏng đen ngòm vào miệng Ashley. Còn Leon bị chúng ném xuống vào một hố sâu vô tận. May thay trong lúc rời, Leon đã kịp thời nắm được một sợi dây xích nên bình an sống sót. Anh trèo ngược lên trên rồi gặp được Luis. Sau khi tiêm thuốc do Luis cung cấp, Leon cảm thấy khá hơn và không còn bị Las Plagas trong cơ thể quấy nhiễu. Dù vẫn còn nghi ngờ vì sao Luis lại giúp mình, nhưng cả hai vẫn hợp tác cùng đi giải cứu Ashley. Trên chuyến hành trình, Luis cuối cùng cũng thú nhận rằng anh ta từng làm việc cho Los Illuminados. Tuy nhiên, do cảm thấy tội lỗi vì đã tiếp tay cho cái ác, Luis quyết định giúp Leon và Ashley để cảm thấy khá hơn. Luis lại bất ngờ bị Jack Krauser tước đi mạng sống. Long time no see, rookie. Major Krauser? What the hell? Why? Recovering stolen goods. And killing a few rats along the way. Easy work. Ashley, it was you. I'll catch on quick. Tức giận với sự ra đi đột ngột của Luis và sự xuất hiện của kẻ phản bội, Leon đã có một trận chiến nảy lửa với Krauser. Nhưng sự thua thiệt về sức mạnh đã khiến cho Leon bị dồn vào thế bí.
Lúc này Lewis vốn ngỡ đã chết, lại gắng gượng bắn một phát đạn cứu nguy cho Leon. Cảm thấy mất hứng, Krauser buông lời chế giễu Leon rồi bỏ đi. Enough play, rookie. You haven't changed a damn bit. What a disappointment. Thấy nguy hiểm đã qua đi, Lewis gắng gượng giao cho Leon chìa khóa phòng thí nghiệm của mình, nơi Leon và Ashley có thể lấy ký sinh trùng ra khỏi cơ thể. Sau đó anh ta hút điếu thuốc mình yêu thích, rồi rút hơi thở cuối cùng trước mặt Leon, chào vĩnh biệt người đồng đội mới quen. Neo tiếp tục hành trình giải cứu Ashley. Ada lúc này gọi đến thông báo đám Lost Illuminators đã đưa Ashley lên đỉnh tháp đồng hồ rồi ngắt máy. Tại đỉnh tháp đồng hồ, Ramon đang ra lệnh Krauser mang Ashley đến cho chúa tể Sadler, thì Leon đã kịp thời xuất hiện, nhưng là kịp nhìn thấy Ashley lần cuối trước khi cánh cửa khép lại. Such a fool, Mr. Kennedy, to have been bestowed with Lord Sadler. You talk too much. Trong cơn tức giận, Leon đã nổ súng bắn Ramon, làm gã lùng loạn choạng rơi xuống tháp. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, vì cơ thể của Ramon có chứa Las Plagas nên gã đã biến thành một con quái vật trông giống nhện lao vào tấn công Leon. Phải khó khăn lắm Leon mới có thể kết liễu được Ramon. Nhưng không kịp nghỉ ngơi, anh đã phải vội vàng leo lên cano để đuổi theo Krauser. Ada lúc này đột nhiên xuất hiện, xin đi nhờ thuyền. Cả hai đã có một cuộc nói chuyện về sự kiện Raccoon và tách nhau ra khi đến hòn đảo của giáo phái Lost Illuminators. Leon sau đó tìm thấy Ashley bị giam giữ trong một căn phòng trong tình trạng bất tỉnh. Elas Plagas đang dần xâm nhập cơ thể cô. Leon vội vàng tiêm thứ thuốc cho Lewis để lại vào cơ thể Ashley. Nhưng vì loại thuốc đó chỉ có tác dụng tạm thời nên đám ký sinh trùng trong cơ thể của Leon cũng đang rục rịch quay trở lại. Sau khi Ashley tỉnh dậy, cả hai cùng nhau tìm kiếm phòng thí nghiệm của Lewis để trừ khử đám Las Plagas càng sớm càng tốt. Họ sau đó đã trả mặt Sadler, kẻ đứng đầu Lost Illuminators. Với một dáng vẻ vô cùng dửng dưng, Sadler điều khiển Ashley cầm súng bắn Leon. Nhưng Ashley đã cố gắng chống cự và bắn hụt hết, đến khi súng hết đạn. Rồi bị Sadler đưa đi. Sau khi giành lại quyền kiểm soát cơ thể, Leon tức tốc đuổi theo, nhưng lại bị Krauser chặn lại. Tại đây, Krauser đã bộc lộ giả tâm tiêu diệt thế giới của mình bằng việc sử dụng ký sinh trùng để giành lấy sức mạnh. Leon tái đấu với Krauser lần nữa. Và kết liễu gã phản bội bằng chính con dao chiến đấu yêu quý của gã. Leon sau đó tiến thẳng đến thánh địa của đám Lost Illuminators, nơi bọn chúng chuẩn bị thực hiện nghi lễ trên cơ thể Ashley. Chiếc trực thăng chiến đấu do Hennigan gọi cũng đã kịp thời đến hỗ trợ Leon. Mọi thứ tưởng chừng đã suôn sẻ, nhưng lại có biến cố bất ngờ xảy ra. Chiếc trực thăng bị đám bọ Novistador tấn công vào khoảnh khắc Leon sắp leo lên đó, khiến nó mất lái, rơi xuống, nổ tan tành. No.
không còn cách nào khác, Leon phải một mình đến thánh địa. Tại đây, anh nhìn thấy Ashley nằm bất tỉnh trên bàn tế, nhưng lại không thể chạm vào cô do đã bị Saddler khống chế. Khi thời khắc đến, Saddler thực hiện nghi lễ muốn biến Leon thành con rối của mình, nhưng Ada lúc này đã kịp thời xuất hiện cho gã đầu hói mấy viên kẹo đồng. Nhưng lúc Saddler suy yếu, Leon vội bế Ashley bỏ chạy. Nhờ có Ada yểm trợ, cả hai mới thành công cắt đuôi Saddler, gắng gượng chống lại sự chi phối của Las Plagas. Leon bế Ashley đến phòng thí nghiệm của Louis, triệt tiêu đám ký sinh trùng ra khỏi cơ thể của cô, rồi ngất đi vì kiệt sức. Đến lúc Leon tỉnh lại, Ashley cũng đã thành công triệt tiêu đám ký sinh trùng ra khỏi cơ thể anh. Không còn bị Las Plagas giày vò, cả hai đã cùng nhau ra ngoài rồi nhìn thấy Ada đã bị bắt giữ và treo trên thanh thép. Leon vội đến giải cứu cô, nhưng cũng bị Saddler bắt giữ. Ada sau khi được giải thoát cũng lao đến yểm trợ cho Leon. Sự cứng đầu của cả hai làm gã đầu hói bực mình. Gã biến thành một con quái vật khổng lồ lao vào tấn công, nhưng cuối cùng Leon là người chiến thắng. Sau khi trận chiến kết thúc, Ada bước đến đoạt lấy Amber rơi ra từ cơ thể Saddler, rồi từ biệt Leon trên chiếc trực thăng. Cả hòn đảo dần sụp đổ sau sự ra đi của Saddler giữa đống hoang tàn. Leon và Ashley ngồi trên chiếc mô tô nước lao ra khỏi hòn đảo, quay về nhà trong sắc vàng rạng rỡ của mặt trời. Còn Ada, cô liên hệ với Albert Wesker, người đã giao nhiệm vụ cho mình và thông báo đã lấy được mẫu vật thành công. Đáp lại Ada, Wesker tỏ ra vui mừng và tiết lộ rằng gã ta đã chuẩn bị cho một kế hoạch sẽ hy sinh rất nhiều người. Cảm thấy Wesker quá tham vọng, Ada đổi ý. Cô chỉ súng vào phi công, ra lệnh anh ta đổi hướng bay. Và dưới mặt biển, ta sẽ thấy hướng đi mới của Ada chung đường với Leon và Ashley. Và vừa rồi cũng là tóm tắt cho toàn bộ những gì đã xảy ra trong Resident Evil 4 Remake. Có thể thấy, cốt truyện của bản làm lại này có rất nhiều tình tiết cũng như sự kiện bị thay đổi hoàn toàn so với bản game gốc. Cá nhân bọn tôi thấy sự thay đổi này giúp thúc đẩy câu chuyện của Resident Evil 4 trở nên thú vị hơn. Bạn đã trải nghiệm bản làm lại của Resident Evil 4 chưa? Và bạn cảm thấy phần làm lại này thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới cho bọn tôi biết với nha. Bây giờ thì tôi là Mọt Game. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Vậy là video cốt truyện Resident Evil 4 Remake đã kết thúc rồi. Hẹn các bạn ở video tiếp theo vào thứ bảy tuần này nhé.